Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem xét đồ của Phương Đẹp Trai, cũng là một cao thủ đường môn nằm trong top đường môn bữa giờ khá là nhiều ngày, và hôm nay thì cũng dao động top tiết liên tục nè, và khúc cuối thì anh ta rất top 14 cho anh em xem đó. Anh đường môn cũng là một anh đường môn đó, nhìn trên top 20 thì Khải cũng đã nói ở video trước của Minh Trí thì 20 người top thì khoảng 8 đến 9 người đường môn rồi nè, đa số người ta đánh thiên la thôi. Và nhiều anh em trên livestream hỏi Khải tại tầm này sao đường môn không đánh bảo vũ đỡ mà lấy điểm lấy mạng, thì Khải nói anh em luôn, hiện tại dao động mỗi bên tống kim hơn 150 người, thì những anh đường môn muốn đánh một cái mạng á, người ta chỉ đánh thiên la ở phía sau đại tới thôi nè, không bao giờ kẹp được góc luôn nha, tại vì cái chiêu bảo vũ á nó chỉ được cái tầm đánh 480 thôi. Anh em không hiểu cứ nghĩ tại sao không đánh bảo vũ đỡ kết mạng, thiệt tình anh em chỉ cần anh em nhau lên cứ với cái tầm 480 thì anh em bị chết với những cái đoạn 512 rồi nè, nên là anh em đừng có nghĩ đến cái đoạn mà giao tranh mà đánh bảo vũ nha, nó xưa lắm anh em. Anh em nào mà giao tranh bảo vũ á, may ra anh em đánh cái kiểu server kéo xe nè, server kéo xe thì may ra anh em đánh theo đường bảo vũ thì anh em kéo xe anh em đánh được đó, anh em tăng anh em đánh được máu cho 4-5k thì anh em đánh được. Tầm này thì đường môn không có nhiều nên là thiên la thôi, bảo đảm anh em luôn, dính những đoàn thiên la chỉ tầm 1-2 đoàn thiên la là chết thôi nè đó. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với set đồ của Phương Đẹp Trai, cũng là một đường môn lên top, cũng là auto thiên la nè, cũng như Khải hỏi sơ qua lúc nãy thì cũng cắn cho mình đó là đầy đủ tốc độ 201 anh em, cũng đầy đủ tốc độ 201 đó, cắn phi tốc với lại lên bay đó, hai cái này là anh ta auto top rồi, anh em hiểu vấn đề chưa đó. Rồi bây giờ chúng ta cùng còn những cái lag thêm bên trong như thế nào thì Khải không rõ lắm. Rồi tiếp tục đến cây nọ sát thương 49-1 đó, nên thấy chưa, sát thương 49-1, một cái nọ no một server nha anh em. Cái nọ này Khải thấy là ở server hiện tại chưa có cái nào mà hơn cái cây này, như đơn giản là 44 hoặc là cộng phần trăm này nọ thì Khải chưa thấy. Khải thấy đúng một cây bên này gọi là cây no một server anh em. Hiện tại giá cây này lúc trước anh mua nhưng là gần 4 triệu anh em, 3-4 triệu, Khải nghĩ từ 3-4 triệu, tại vì ở trong ban Khải mà, trưởng lão ban Khải mà, nhưng là Khải nhớ không lầm là 3-4 triệu, từ dao động từ giá đó là nó khoảng tầm 45 kim đến 50-60 kim anh em đó. Tại vì sao, cái lực tay nó to thì đơn giản nó dở kết mạng thôi nè, thì nó sẽ rất đơn giản lên tốt đó bạn thôi. Với trận tống kim đông như thế này và server này không kéo xe nên là bị dính đam thì rất là dở bị đột tử nè. Rồi tiếp đến một gia chiên kháng cả 12 thân pháp 8 đó, chuyện hỏi này Khải nghĩ chắc mua tầm dao động từ 5-10 kim, và một kim ở server này là 70.000 cho năm, 5-10 kim. Khải chỉ tính những cái ước lượng gần thôi chứ Khải không dám chính xác, tại vì người ta mua mà sao mình biết được. Rồi tiếp lực của nón này là phòng thủ 20, thì Khải nghĩ cái nón này mua dao động chắc cũng tầm 5 kim á, em không biết đâu, 5 kim ấy. Rồi tiếp tục đến bao tay thì lấy cho mình kháng lôi sinh lực khá đẹp, chắc chắn sẽ mang nhẫn và đai lưng hai dòng đó, sẽ kích hai dòng. Tiếp ta chúng ta xem đến cái áo là nội lực cao, phục hồi 40 và kháng băng 17-30 đó. Bao tay này Khải nghĩ chắc khoảng tầm 2 kim hơn, áo này Khải nghĩ chắc cũng tầm 5 kim lên nha anh em, 5 kim trở lên. Rồi tại vì cái dòng nội lực nó quá đẹp. Rồi tiếp đến đó là đai lưng 15-30, đai lưng này nghe phong phanh mua gần 2 triệu nè, gần 30 kim, dao động từ 20-30 kim, dao động từ 20-30 kim. Rồi nhẫn này thì kháng hỏi nhẫn này Khải nghĩ chắc 1 kim hơn. Rồi cái nhẫn này sinh lực cao, Khải nghĩ nhẫn này mua chắc cũng hơn 2 kim, từ 2 kim đổ lại 2.5-3 kim, cao lắm là 3 kim, tại vì sinh lực quá đẹp. Cái bò này sinh lực cao làm 130, cái bò này Khải nghĩ chắc mua chắc còn hơn 2.5-3 kim nữa, không biết đâu. Với những cái món đồ đường môn sinh lực cao thì nghĩ giá rất là chắc. Rồi nói chung thì soi nhẹ cho anh em những cái đường môn hiện tại bây giờ đang top tống kim hiện tại bây giờ, và đánh những đoàn thiên la thôi anh em. Nhiều anh em không biết thì cứ thử mua ạc vào trải nghiệm nha anh em ơi. Ok, và bây giờ thì Khải cảm ơn anh em, và cũng như Phương Đẹp Trai cảm ơn anh em đã theo dõi video ngày hôm nay, và chúc anh em xem video vui vẻ.